lại để đây đâu hết rồi? Hay là ca ca lại lấy rồi? Không có đây đâu, ca ca chắc lại mang trong nhà rồi. Đi vào đây xem nào. Đi vào đây xem có không? Ca ơi. Biết ngay mà đang giấu gì trong tủ mà. Chắc lại bỏ hết hoa quả vào đấy rồi đúng không? Bé đến đây để mẹ là sao mẹ lấy cái giá nha. Ca giấu hoa quả trong đấy đúng không? À, lúc sáng nay mẹ vừa mua bao nhiêu là hoa quả mẹ đến một giá đấy mà bây giờ không còn cái gì luôn. Ừ, không còn cái gì luôn. Bây giờ mẹ để cho ca tự giác nha, ca tự mở rồi ca mang hoa quả ra cho mẹ nào. Con ngồi xuống đây. Ừ đúng rồi, ngồi đấy. Ca mở ra đi, một mình con không ăn hết được nhiều như thế đâu. Mà con để cho nó nha, lâu ngày là hư đi đấy. Nhanh 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 tự giác mang hoa quả ra đây nào. Nha. Nha. Đúng không bé? Ừ. Con nói cho ca đi cho ca mở tủ ra đi. Ca mở tủ. Ừ đúng rồi, cho em ăn đi. Một mình ca không ăn hết được đâu, nhiều lắm. Mẹ xem nào. Đó, mẹ biết ngay mà. Thôi. Rồi, tiếp tục đi. Tiếp tục. Ừ. Đó, bao nhiêu thế? Rồi, bỏ đây. Bỏ đây nhá. Rồi, ca lấy ra đây. Rồi, đúng rồi. Rồi, lấy. Bỏ vào giá cho mẹ nhá. Bao nhiêu hoa quả? Rồi, đúng rồi, tiếp tục. Sao mà ăn hết được mà bỏ vào đây chứ? Đây, bỏ vào giá nè. Bỏ vào giá đây, đúng rồi. Quả cam nữa, quả cam to nữa. Rồi, bỏ vào đây. Ôi trời, nặng quá. Rồi, cá lại lấy nước lại đây cho mẹ nào. Rồi, tiếp. Đó, nhiều lắm đấy chứ. Bỏ đây. Rồi, đấy nữa. Bỏ đây, đúng rồi. Đang còn 2-3 quả nữa. Rồi, bỏ đây. Rồi. Ăn còn nữa. Trời ơi, cà lấy nhiều lắm đấy cà. Đó. Lấy ở đây, mẹ mà không biết thì đúng là đến lâu ngày hư hết. Đi. Cà, lấy đi. Rồi, bỏ đây. Đó là còn ăn nữa. Bỏ đây đã. Mang vào. Cầm lấy, cầm. Cầm. Rồi, mang ra đây, bỏ đây. Tiếp. Lấy đi. Đó. Quả táo đó. Rồi, bỏ đây. Rồi, đã còn một quả nữa. Rồi, bỏ đây đã. Lấy cho mẹ. Bỏ đây. Rồi. Đây. Đó, bao nhiêu là hoa quả đây mà mang vào đây ăn một mình. Ừ. Càng hay lắm này. Này, bây giờ để mẹ chia này, quả đi con ăn dở này, con ăn đi. Đây, của con đây. Ừ. Đó, đây nữa này, quả đi cũng của ca ca này. Đây này, cắn này, cắn này. Ăn hết đi nha. Ừ. Đây mẹ rửa hết rồi. Mẹ rửa sạch sẽ rồi. Đây này táo này. Đây là quả vú sữa này. Cam này. Quả roi này nhiều lắm. Ừ. Ngon không bé? Ngon. Quả táo. Ừ, quả táo. Mẹ mới dặn cho con ăn. Ừ. Ca ăn hết đi nha. Từ nay là không được lấy vào bỏ vào, không được lấy bỏ vào tủ nữa nha. Con bé bỏ bàn để nghe con ngủ nha. Ừ, để mẹ rửa sạch sẽ rồi mẹ bỏ lên bàn nữa rồi mẹ kêu cả hai đứa hoặc cả nhà ra ngồi ăn nha. Ăn có bàn. Có bàn có ghế. Nghe cua. Bàn ghế. Ừ. Của ca. Ừ. Bố, có chị Quỳnh này. Có mẹ, có ca, có Kỳ Kỳ. Ừ, ngồi ăn.
chứ không được bỏ vào trong tủ ăn một mình. Ăn bố đi ngủ. Ừ, con này con cũng không được bỏ vào trong tủ ăn một mình nhá. Bà bảo ông ngủ nha. Ừ. Ăn đi. Ăn đi, ngon lắm. Quá to nhỉ. Rồi ăn đi. Ngon quá. Ngon quá. Được quả cá nha. Được quả cá. Ba mẹ ba đưa tạ kệ đang ngon. Con nói gì? Tạ kệ đang ngon. Mẹ không hiểu. Con nói lại đi. Mẹ kể cho con. Ba mẹ ba dữ. Ba mẹ ba dữ tại cháy ngon. À, bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon hả? Con muốn ăn hả? Ăn ba mẹ ba dữ. Để hôm đó mẹ thấy người ta ra bán thì mẹ mua nhé. Ra bán mẹ mua nhé. Ừ, con nói lại đi. Con nói lại bánh mì bơ sữa nè. Bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon. À, bánh mì bơ sữa thì thơm ngon. Cao không? Anh bán mẹ bơ sữa ôm. Hả? Ăn đi. Này, ta bỏ đây đi. Ăn thôi mới à. Ờ, để tôi lấy hạn đây. Ngồi đây ăn. Sữa đấy. Quả sữa. Ừ. Ăn quả này này. Ủa. Ăn chưa? Ừ. Ngoài đấy. Nhìn con buồn cười lắm. Nhìn con hài hài ạ. Cầm cái sổ nó để hôm nay đi tiêm đó. Hôm nay đi tiêm phòng với đi uống thuốc vitamin. Đi. Nhà này được. Ừ. Ta ở ngoài luôn á. Ừ, đúng rồi. Em đi tiêm đó, chứ không phải em đi chơi đâu. Em đi tiêm đó. Tiêm đau á. Đi đây này. Đúng rồi, tiêm ở đây này. Đau quá. Đau quá. À. Mẹ sẽ nằm ngớ cái mặt mẹ sẽ nằm. Đẹp chưa? Đẹp. Tủ đẹp chưa? Ừ, tủ đẹp chưa? Nào mặc áo vào. Đi tiêm nhá. Đi tiêm. Ừ. Bác sĩ tiêm cho em, con ở nhà ngoan nhá. Dạ, nhà ngoan nha. Em đi tiêm đi, em về nha. Đi tiêm về nha. Đó, em đi tiêm có một tí mà ca làm như là đi lâu lắm mà ôm đây. Ừ, ca, hay là ca muốn đi cùng đúng không? Dạ, nha. Ừ, ca ở nhà không đi được. Ca, ngồi đây. Ca ở nhà, em đi. Em bây giờ là em phải đi tiêm này. Vậy đi uống thuốc vitamin này.
đi một tí rồi em về ca ở nhà nhá. Rồi đợi mẹ với em về nhá. Mẹ. Đây là số này. Lê Thị Diễm My này. Rồi. Rồi bye bye. Rồi con bye bye ca đi. Bye bye ca. Rồi ca lên giường đi. Bye bye. Rồi đi nào. Ca ở nhà nhá. Mẹ đem đi tí về. Mẹ đi. Ca đi nào đi. Mẹ. Ừ ca ở nhà đi. Bye bye. À bye bye ca nào. Bye bye ca. Em đi một tí em về nhà.
Ờ đi lên đây mẹ bế ổn. Mẹ bảo là vào trong nhà làm cho bé cầm lấy quyển sách cho mẹ. Ca cầm cả cái lệ này. Ôi trời. Để nằm ra đây để đợi mẹ đúng không? Ra đây nằm làm chi mà đợi cho lạnh chứ. Vào nhà cho ấm chứ. Tiêm đau lắm, tiêm ở đây này, đau lắm. Để ở này. Ừ, thôi để mẹ cắt cái số đi đi nhá. Yên đi, mẹ khởi cho. Để có. Để đó. Có cần mẹ khởi ra không? Để. Mẹ có đau không? Có đau không? Đau. Đau hả? Đau. Thế thì phải lên giường, phải nằm đi. Nằm mà nghỉ ngơi đi. Mẹ cởi áo ra nhá. Nhá. Cởi ra nhá. Để mẹ cởi cho. Cởi ra nằm cho thoải mái nào. Đây là đi đường ở ngoài gió lắm. Chứ còn ở trong nhà cũng ấm mà. Trời ơi, em tiên đau lắm á. Em tiên đau lắm đó. Em tiên ở cái này. Em tiên bị đau đó. Ừ, đau lắm. Đau lắm. Lên giường nằm đi. Ca lại nằm với em đi cho ấm. Mẹ cái này. Ừ, mẹ bảo là ở trong phòng nằm cho ấm rồi. Nằm xuống. Đi ra ngoài đợi mẹ làm chi cho lạnh. Mà yên để mẹ cất giày cho xem nha. Em đang bắt nó. Em bắt em kiếm bắt. Anh ngon em quên. Mẹ xem nào. Để lên đây nha. Con lên đây con nằm cho ấm này. Ồ, bây giờ tiêm rồi, bây giờ đi ngủ đi. Lạnh lắm. Đi đường lạnh lắm này. Rồi con có nằm xuống không? Cứ đau mãi rồi. Con nằm ở đây với mẹ. Nằm ở đây, đó. Con nằm ở đây con. Con nằm ở đây với em. Trời ơi, con thương em lắm này. Em ôm ca nha. Ừ. Ôm mẹ. Ừ, con ôm mẹ rồi con ôm ca nữa nhỉ. Xem nào, để xem trắng nó nóng nào. Này tiêm. Xem tay ca nào, xem tay ca nào. Em bị đau mơ. Em bị đau mơ cái. Ừ.
suối nữa. Đi đâu có được không? Trời ơi. Đi chia ca. À. Thôi đổ hết rồi. Đổ hết hộp sữa Milo rồi. Lên đây mẹ xem nào. Ngồi im đây. Ngồi im đây. Ngồi im đây cho mẹ nha. Mẹ xem nó nào. Bao nhiêu đồ ăn con không lấy mà con lại đi lấy cái hộp Milo đây. Hộp sữa đây. Này. Bánh này. Các loại hạt nữa này thì không lấy. Mẹ báo là con lại đỡ ngồi cho mẹ mà nhanh lên. Đi đi. Ngồi im nữa cho mẹ nha. Ngồi im nha. Mẹ lau cho nha. Bẩn hết cả quần áo rồi. Cho hết cả quần áo rồi. Mẹ rửa mặt rửa tay rồi mẹ thay quần áo khác cho mặt rồi. Mẹ lấy hoa quả cho ăn nha. Mẹ coi nào. Lau cái mặt cho sạch này. Bẩn hết cái mặt rồi. Thôi từ từ lau nhẹ nhàng cho em nha. Bởi hết cái áo rồi. Thế này phải rửa rồi. Xem nào. Không sao rồi. Em mẹ xem nào. Yên nào, từ từ nào. Rồi, ngồi im. Mẹ xem cái chân nào. Chân. Ôi dồi ôi. Cái gì đây? Đó, chân này. Nó có da được không này nữa này. Để tí nha. Rửa sạch sẽ rồi. Cái này nó làm gì mà ăn được quá nhỉ. Cái này là phải pha. Để hôm nào hãy pha cho mà uống nha. Để pha uống. Chảy hết xuống đây. Coi nào. Ôi trời ơi. Cái gì đây? Cái trời ơi.
Xem nhá, bẩn hết quần áo của ca rồi. Đứng lên mẹ xem nào. Đứng lại đây. Đứng lại đây. Rồi. Đi đây. Nào đi đây nào. Ngồi đây nào. Không nghỉ nữa lại đây. Thôi, nhanh lên mẹ ra. Ra mẹ cắt hoa quả cho ăn. Ra ăn quả vú sữa nhé. Ra cắt nước sữa cho ca ăn nhá. Từ nó bỏ đây. Rồi, bỏ vào đấy. Rồi, đi lên lại đây ngồi. Ngồi xuống. Rồi, mẹ lấy quả đi cho ca ăn nhá. Rồi ca khoanh tay lại đi. Ôi, ca ngoan quá. Ngồi im nhá. Từ đó đi cắt đã. Thank you.